Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 15, tức là rằm tháng 10, cũng là ngày lành tháng tốt, cho nên Thiện Hoàng sẽ tụng một bài kinh sám phiên đờ dạy đạo để phân giải sự buồn phiền lị khổ của tất cả các Phật tử chúng sanh, để mau thức tỉnh tìm về pháp giáo đạo chân tu, chánh đạo chánh tâm, chánh pháp và chánh quả. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô con nhất tâm đảnh lễ Hoàng Thiên Hậu Thổ Phật Tổ Phật Thầy, cảm ứng chứng minh giải đầy ách khổ. Nam mô Phật Thánh Thiên Thần ra tay bảo hộ cứu độ chúng sanh thoát cảnh trầm linh bình an tịnh dưỡng nghiệp chướng tiêu trừ bái sư cầu đau. Nam mô Tiên Thiên Tam Giáo Hội chủ cộng đồng ứng hiện thần thông quay linh hiện hết, cảm ứng chứng minh nhân sinh tu luyện nhập điện ẩn thân cứu dân độ thế. Nam mô chúng con đảnh lễ Quan Âm Bồ Tát chứng đề tổ mẫu linh bà cửu phẩm quan thánh đế quân long thần hộ pháp. Sơn thần thổ địa ngũ hổ trường kỳ ngũ phương đất đai cảm ứng chứng minh phép linh phò trời. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thank you.
đời có mắt như đôi, thấy người đi trước mà tôi đi liền. Vào chùa cũng phải tốn tiền, vào ra không thể tự nhiên đâu mà. Đường vào rồi lại đường ra, đường nào cũng có quỷ ma thâu tiền. Thương thay cho đám con hiền, muốn vào lại Phật chùa triền phải cam. Người đời hay sắm túi tham, cửa chùa thờ Đức Già Lam râu dài. Ở trên cốt tượng hình này, ở dưới có chỗ bó dài đồng ngân. Thật là mất nghĩa tử ân, điểm dành quan thanh để trần buông sinh. Đọc vài lời quyển câu kinh, tưởng là quan thanh chứng minh mình rồi. Ở đời trong mắt mà coi buông thần bán thanh thiện lối không chừa. Màn này tiên Phật lọc lừa, xin chúng không chừa bỏ tánh hay tham. Thấy vàng thấy bạc là ham, dầu cho mang tội cũng làm một phen. Sau này dầu đỏ hay đen, anh tham cũng có thói quen. Lâu rồi thiên hoàng ngó xuống ngồi thôi. Thương thay sanh chúng đứng ngồi không yên, muốn cho sanh chúng làm hiền. Không bạc không tiền khuyên nhủ được ai. Sự đời nam nữ gái trai, nói ra tiền bạc mà ai không mừng. Bạc tiền dương phải giao chứng, cũng như dây xích buộc lưng cả đời. Vậy ra chữ bạc ở đời, bạc tình bạc nghĩa bạc thờ hiếu ân. Tiền là ngục bó cầm chân, tiền căn tiền kiếp tiền trần tối tâm. Có tiền quên nghĩa tri âm, nhiều tiền phải dương lỗi lầm tội mang. Buồn cười cho kẻ thế gian, tham tiền trọng bạc tham sang. Cửa nhà quên ơn sanh dưỡng mẹ cha, bạc tình bạc nghĩa Phật đà khó dung. Đến khi cạn nước đường cùng, cúi đầu sám hối Phật dung thứ mình. Ngày xưa bạc nghĩa phổ tình, bây giờ sám hối tụng kinh rền chờ thăm thương. Ba tánh nhiều lời tu hành, giả dối làm thơ nỗi gì. Ông lên bà xuống mà chỉ cho rằng, thần thánh nhập thì xác thân, chưa tu gây tội một lần. Bây giờ tu muộn giả thần hay sao? Kêu ma kêu quỷ nhập vào rồi xưng thần thánh.
thánh trên cao nhập về gây ra tội lỗi gớm ghê giống mũ thanh đề dối thế hại dân. Tu hành để giữ tâm thân nào ngờ gây tội sát thân tiêu hình tu cầu sớm kể chiều kinh. Ở ăn hiền đức trì kinh mơ thành tư ân phải ráng để dành lòng ta gạt bỏ chớ dành mà chi. Buồn rầu cái giả sân si đừng nên tưởng đến khổ thì tâm thân kêu ba tánh dạng dân. Màn ba đã đến lập thân cho rồi bây giờ không thể đứng ngồi tạo đạo nghĩa sao hồi bồng lai. Trăng tròn thập nhật trường cháy cho đủ khí tài giữ khối phù âm hết lòng thiện đức trong tâm. Đừng để lạc lầm tâm quý tâm ma người nào hiểu được lời ta sau này sẽ có lòng xa cầm rồng. Lưng hồi hai nẻo tự dòng cứ vững một lòng đường thẳng mà đi mở màn như mở kỳ thi ác đức so bì người thiên. Nhìn khắp cả năm châu tim thảm tim sầu lận đận lao đao ai ơ hãy ráng tu mau. Nhìn lên tận cuối trời cao thầy chờ thầy thương Phật tử giải khờ ráng đi tu học thầy chờ năm niên. Xong rồi sanh chúng mình yên người nào phước hạnh có duyên dưới thầy tình thương thầy có tràn đầy. Áp nhân áp nghĩa xung dày ám trung mặt tình ai nỗi lao lung đừng nên để giả lùng bùng khó tu. Đêm ngày cố gắng công phu nhất tâm vì đạo thầy hổ phù cho con Nam Mô A Di Đà Phật. Còn thầy còn đạo còn con mất thầy mất đạo mất con đó mà mất rồi ma quỷ tránh xa. Con thành chánh quả lãnh xa tục trần thầy thương ba tánh dạng dân nào ngờ ba tánh dạng dân khinh thường. Lạ lùng sanh chung bắt lương lạc lối lầm đường không chịu dừng chân mãi lo mưu tính thiệt hơn. Lo giận lo hận chẳng nghĩ việc tu ngọn đèn xanh chúng quá lu. Tiên Phật hổ phù có đặng được đâu chửi cha mắng mẹ câu máu thêm thảm thêm sầu khổ lý về sao. Phiền ba tánh tu meo lo tròn phận đạo ngày sau an nhàn giữ sao với lực đàng hoàng. Học hành cho rõ những an am thiện màn này lửa kẻ thuyền duyên. Đất thành chánh pháp tu tiên phán hồi hở này ba tánh dân ơi. Đợi chờ sao thấy cứu ngôi
lâu đài, bây giờ sắp sửa đến ngày tiếng Phật lập bài bác hội thành dương. Giữ tâm tu hành đoạn trường tối ngày, kêu riêu quý dương rền chờ thương thái tu sĩ giải khờ. Xa chân lỡ bước biết đời nào, lên ra đường xưng tuổi xưng tên cho là ta đã lập đền tự chi. Đạo sao cảm thấy lạ kỳ, chẳng biết đạo gì lúa dậy rền gian ra đường lớn lối nghinh ngang. Áo đỏ áo vàng áo tím áo xanh, nhìn xem chẳng biết được lành. Nhập đạo tranh giành tu sửa gì, đâu thương tay ba tánh năm châu. Tiếng ép đau đầu cũng vậy mà, tôi nghe rồi thì cũng phủi rồi, không chịu đứng ngồi nghe rõ lời khuyên. Tới trần ít ra được nhân duyên, đến lúc tham phiền mới chịu cầu xin. Bây giờ thầy nói không tin, ăn đêm phía sớm trì kinh lo tròn, học rành đúng đạo làm con vừa lòng, kiếm mẫu cung son cứu hồn. Nhất thời lập hội đa môn, sau này gắn đích cao chồn không tha, nghe thầy nghe mẹ nghe cha. Sao khổ vậy mà thầy cứu cho con, tu hành trở lại cũng son là điều mong muốn của con lâu rồi. Thành tâm con được quản hồi lầu đài, gấm dốc con ngồi chờ ấy, không nên phân biệt gái trai nam nữ, anh tài cũng được phân ngôi. Nhìn xem trần thế mà cõi hiền lương thì ít ác thôi tràn đầy. Con ơi nghe rõ lời thầy, đây là tâm quyết của thầy, phiên con một là giữ nghĩa cho tròn, đừng nên mất nghĩa thì con khó thành. Hay là hiếu thảo hiền lành, đừng làm bất hiếu khó thành, nghe con ba là phụ phụ cho tròn, thế nhi phụ tử làm tròn mới thông. Bốn là hiếu nghĩa tử dòng sớm, còn tôi mất ở trong gia đình, năm là ăn ở thiệt tình. Sân si cái giá cạnh tranh không màng, sao là trung trực đàng hoàng, nhất ngôn phá thạch vững an làm lành. Bây là bỏ việc sát sanh, đừng nên nhúng máu hội thanh, làm gì tam là làm những việc chi. Tránh xa tụ sắc vậy thì mới nên, chính là còn nhỏ lớn lên, đừng xa cờ bạc gây nền dâm ô. Mười là hai chữ nam mô thâm tâm niệm mãi hư vô tâm lành, mười điều thầy giải đành rành, mong con hiểu rõ thực hành nghe con. Đường đi nước bước đã mòn, nhưng còn tiến cảnh thì con chưa về, sau này cố gắng đưa chân vào thiền bát nhã giữa lần mây xanh. Thiền dòng cha mẹ ban hành, có thầy nắm lái ráng dành mà đi, bây giờ con ráng vào thí, ngày sau mới có con đi trên thiền. Phải ráng cần chiến vào trong am, tự giữ yên lại cầu phiên con, chớ có buồn rầu.
đừng nên phiền não tu cầu khó an. Thầy là đại đức thiện hoàng ban hành tâm đạo cho con lo lường. Dân lời của đức mẫu dương giáo truyền pháp đạo tận tường cho con ráng đi, con hãy lo tròn lấy cầu thiện đạo thì con đắc thành sống đời đừng có cạnh tranh. Cuối cùng con có giữ giành được đâu, nhìn xem ba tánh năm châu sau này cũng phải gục đầu trên lá bệnh gì nữa quỷ nữa ta. Nhìn xem cảm thấy vậy đà khó an, đau đầu tức ngực than gian, bệnh tình nổi dậy xem cảm thấy lạ kỳ, chẳng biết bệnh gì nữa quỷ nữa ta. Có người nói dương bệnh ma, có người lại nói dậy đà bệnh điên. Bệnh gì trong thấy chẳng yên, hết bạc hết tiền cũng vậy mà thôi, than thầm khóc ấy ôi. Ta chết cho rồi chớ sống mà chỉ khổ thay, số kiếp lâm ly muốn chết cấp kỳ nhưng có đặng đâu. Nghiệp trần dây trả tâm sâu thiện ác, đau đầu thân thể trần ái, bệnh tình quằn quại đắng cay than, vẫn thở dài tắt lưỡi hà hơ. Bệnh này đâu phải việc chớ gây, nghiệp ở đời nhân quả tàn thân hở này sanh chúng vạn dân. Ăn ở chốn trần nhân quả kề bên, mau mau lập tức đáp đền, sau này tiếng cảnh có tên của mình. Đừng nên bạc nghĩa phụ tình, ở ăn thần thánh chứng minh lòng hiền, sau này mới được bình yên. Hết đời sẽ có thánh tiên cứu hồn, sống đời nhiều việc ta muốn, làm sao giữ vững linh hồn kỳ ba. Nàng tay khắp cả mỗi nhà hoài, trời gió tiết sướng xa nhập vào, gây ra chứng bệnh rất mau. Phải người nào cơ thể khó yên, đau đầu nhức mỗi liên miên, chân tay như bị xích xiềng cứng đơ. Chắc là dương phải bệnh trời sương xa, gió tiết đỡ chờ nhập thân, thầy khuyên ba tánh dạng dân. Ăn kiệm ở cần lập đức tri ân, có tiền bố thí muôn dân. Đạo đức lần lần sau sẽ được qua, ráng bòn ráng mốt vậy mà để sau thể xác ra ma, chẳng còn dập đầu lại mẫu cung son. Để rồi mẫu dạy cho con tu hiền, sau này có được nhân duyên, có thần có thánh hộ liền bệnh đau. Thầy khuyên ba tánh mau mau nghe lời thầy dạy, ngày sau hướng nhờ cửu quyền thất tổ kính thờ. Lòng thành khấn quyển Phật trời chứng minh, đừng ham của đẹp gái xinh, dướng phải vào mình như mắt xiềng gông. Phật khuyên tu sĩ hết lòng ăn chay niệm Phật cho lòng thánh thơ, tịnh thiền niệm Phật đỡ chờ thiên cơ. Sức lão cõi đời loạn ly, tâm thân cũng chẳng còn gì. Cửa nhà của cái có chi mà bền, khùng cười điên khóc khốn rên, tại vì điên khóc tuổi tên số trần.
không cười gì mắt dạng dân chỉ còn hồn đạo lập thân sau này không rên gì mất lầu đài mất hồn mất xác biết ngày nào yên thấy đời khổ hạnh thầy khuyên nhưng đời lại nói thầy điên thầy không miên đời lại nói lao lung quỷ dương ruồng bố trí lùng khắp nơi thầy buồn nên mới làm thơ để cho tu sĩ đỡ chờ long qua thầy thường quyển mẹ cầu cha để cho đạo sĩ nhà nhà an vui đỡ chờ chiều nước ngược xuôi long qua đại hội thì vui tớ thầy cắn kề nào có ai hay đến khi nước gặt bớ thầy cứu con sợ rằng tô học chưa tròn làm sao thầy cứu cho con thoát nạn chỉ bằng khấn nguyện giấy gian ăn hiền ở thiện đàng hoàng đi con đạo tâm con đã lo tròn thì thầy sẽ cứu cho con trở về trước người thiện niệm bồ đề sớm hôm kính kể cận kề phật tiên tiền rồng đã để dành riêng đỡ chờ đất đảo lên thiền hội cung mau mau ấy hở đi cùng thầy chờ thầy đỡ không trung đó mà rằng thiền đầu rất xa thiền duyên chỉ định dậy đà kệ bên mau mau tu sĩ bước lên thiền rồng đã có tuổi tên sẵn rồi bước vào sẽ được khoáng hồi thiên tiên đất đạo ôi thôi đáng ngờ qua đại hội thầy chờ ẩn thân cư sĩ dạy đời đạo thống bước lên chiếc thiền rồng có thầy tay bế tay bồng tay nâng ngọc đài qua màu cát lân danh điên tu sĩ sức trần thành tiên đất thành công qua thánh hiền thiên tiên đất đạo trọn quyến linh hồn phong danh hoàng mẫu càng khôn chốn trần nghe tiếng danh đồn bà đây bà là hoàng mẫu cũng thấy khoáng lĩnh cho thầy đón rước người tố đưa về tiên cảnh ngao du ban hành chánh pháp công phu ban truyền đại giang hoàng mẫu để dành cho người tố sĩ đắc thần thành tiên ráng đi học đạo mẹ hiền đắc thành chánh quả giữ yên đời đời thầy khuyên đạo sĩ hết lời ăn cần ở kiểm tướng thờ mẹ cha ẩn thân tu niệm vậy mà hỡ đâu con lại đi xa khắp miền nơi nào lại chẳng Phật tiên nhân đức làm hiền Phật ở trong thân đi chi cho khổ xác trần làm điều dối thế gã chân tội đày cho rằng con đã ăn chay nhưng mà con lại phân hai nghĩa tình còn ham trai đẹp gái xinh làm gì có thể trì kính lòng thành lửa lòng nổi giận sát sanh vậy mà có thể tu hành đằng sau
Tu gì tranh thấp tranh cao, Phật thanh tiên nào dám chứng lòng con, nghĩ tu con dạy chưa tròn. Làm sao có thể cho con dạy, người làm cho kẻ khóc người cười, tuổi đời con có đôi mươi thôi mà. Chưa thông tình nghĩa đậm đà, làm sao có thể dạy mà. Người tu thật ra con quá mê mù, nên con không hiểu chữ tu tận thường. Bước ra làng xóm phố phường, sân si cãi giá là thường. Sao con vào chùa lên núi lên non, mà lòng con vẫn lại còn tánh bước vào thánh thất chùa am, không thấy việc làm của đức hiền nhân, nỗi gương thiện niệm lập thân, nào ngờ con lại chửi trần lung tung. Dương quay mua gió tranh hùng, xưng thần xưng thánh lung tung, trong chùa người nào cũng chẳng chịu thua. Bước căn vào chùa lại Phật làm cái giả, sân si lên đồng khiến tướng có chi là thành. Thành ma thành quỷ rất nhanh, chớ thành tiếng Phật ban hành được đâu. Vào chùa ma quỷ chấn đầu, thâu tờ giấy bạc hiểu đâu lực trời. Đạo hiền cư sĩ ngẩn ngơ, vào chùa cũng phải đưa tờ giấy sao, nếu không thì chẳng được vào. Đành lòng tu sĩ mau mau xuất trình. Dương gian ma quỷ hiện hình, chẳng đường đón ngõ bất bình, biết bao người tu chẳng biết làm sao. Vào chùa chân thấp chân cao lại cầu, mang tình đạo nghĩa thâm sâu, khẩn quyền đánh lễ dập đầu. Giáng sinh mong trên cha mẹ chứng minh, Phật tiên Bồ Tát quái linh hải hà. Giết trừ ma quỷ hằng gia, chớ để chi mà hung tận quá tinh lại cầu. Trời Phật chứng minh những điều con nguyện, thiên đình sự phân. Con ơi gây nghiệp chốn trần, nên con phải chịu khổ thân suốt đời. Khử trừ ma quỷ trần đời, thiên cơ đã định hết đời long qua. Quỷ gần rồi lại quỷ xa, cả quỷ trong nhà cũng vậy mà thôi. Quỷ nào cũng vì tánh hôi, hút máu lần hồi tội nghĩa thiện. Đời tàn sức hiển quỷ dương, đón ngõ trận đường khổ đám dân đen. Con ơi cố gắng mà rèn, rèn tâm trí huệ buông chén. Làm gì sau này khối diệt ly kỳ, bất cứ việc gì cũng thể xảy ra. Đầy đường sát quỷ sát ma, sát người nhân thiện vậy đã có đâu. Thầy thương ba tánh năm châu, bằng cùng khổ hải thầy giàu biết bao. Nhìn đời chẳng biết làm sao, nên mới đặt vào linh giảng bài thơ, để phiền tu sĩ đỡ chờ. Công phu sám hối đọc thơ của thầy, viết đời phấn tỏ đủ đầy ra. Kinh giảng giải thơ này ráng thông, giữ sao cho trọn tâm lòng. Theo thầy học đạo tử vong, có thầy con người cố gắng sung dày. Tình huynh nghĩa để tỏ bài,
thầy dựng cho đầy nghe con. Đạo tâm thầy hứa lo tròn để cho con học đặng con thành tài, thầy thương tất cả gái trai trẻ già lớn nhỏ hăng say đạo màu tình thầy chưa đừng thăm sâu chớ che đạo sĩ tu cầu ngày đêm có duyên con cứ đến tìm cần gì con cứ học thêm ở thầy thầy dân lĩnh mẫu cung tây ban truyền giáo đạo nơi này cho con muốn con học đạo cho tròn thầy bồng thầy bế cho con vào thiền đứa nào có nghĩa có duyên khi được lên thiền long hỏi kỳ ba thầy đấy ngày trẻ đêm già lúc trẻ ai mà biết đâu nhãn quan nhìn khắp năm châu ai lại ai cầu khấn quyền thầy nghe đến gần bảo hộ chớ che sanh chúng đâu về ông lão thầy đấy càng khôn nhật quyết chiến xây kêu gọi đến thầy danh hiệu Ngọc Châu hoặc là tu sĩ nơi đâu giấy quyền thần cầu thầy cũng độ an hoặc kêu hai chữ thiên hoàng thì thầy sẽ giáng tại gia căn liền việc gì cũng sẽ bình yên nạn tay bệnh tật lý phiền cũng qua thương trò không nể trẻ già miễn sao cứu đặng dễ đà bệnh nhân cứu rồi giải nghĩa thứ ân học điều thiện đức lập thân kiếp kỳ dẫu rằng cực khổ điều chi lòng thầy không nể những gì tai ương miễn sao con hiểu tận tường nhờ thầy cứu đổ lo lường đau tâm sau này khỏi lá khỏi lầm hết lòng thọ giáo trong tâm học bài xong rồi con lấy ra xài thật lòng nhân đạo mỗi ngày nghe con học sao hồn xác con còn học sao đắc đạo thì con mới là thương con nên mơ thiết tha dạy con học đạo mẫu bà càng khôn ráng đi thầy cứu phận hồn thầy đổ phận xác giá môn bình thường nếu mà dương phải tai ương thì là nghiệp chướng dân dương xác trần xa cho hết nghiệp tâm thân rảnh rỗi xác trần mới được trì gia nếu là phận gái đàn bà cũng nên xả nghiệp sức gia của mình nửa đời nửa đạo trì kinh trọn đời nghĩa đạo quái linh nhiễm màu lo lường phu tử cánh thấu tình thâm mẫu tử kính hầu thi ân họ hàng cô bác giảng dân lễ nghĩa ở trần trọng trước kính sau tình thương sanh chúng đồng bào giữ sao trọn nghĩa mới vào quy y nếu là sanh trưởng nam nhi giữ tình thế tử trọng thì nghiệp chiên ở ăn cha mẹ thật hiền tưởng thờ thất tổ cửu quyền hương đăng hai vai phải gánh nặng quằn nửa đời nửa đạo ăn năn thật tình phật trời ứng hiện quái linh chứng cho con được trì kinh đắc thành con ơi mau ráng làm lành nay thầy dạy dỗ ban hành bài thơ viết đời chỉ nói sơ sơ muôn việc ở đời biết tỏ sao thông chỉ mong con ráng hết lòng đừng để chất chồng tội lỗi cứu mang thấy con ưu tối thầy than chừng nào con mới vững vàng được đây ước mong con được sum dày để thầy đón rước đủ đầy
này chúng sanh quyền di Phật mẫu ban hành, để thành đôn rước chúng sanh trở về cõi trần, xem thấy thảm thế có gì đáng quý mà mê cả đời. Thầy khuyên con đã hết lời, mong nghe mãi cả đời nghe con, còn thầy con mẹ con mất thầy mất mẹ mất con, trần miền đời này khó thể bình yên lắm, chuyện trần miền giả dối lẫn nhau, tu hành còn thấp còn cao, huống chi trần thế làm sao mà hiền. Đã vào tu ở chùa truyền mà lòng còn nghĩ bạc tiền, xiên ngân sức thân xa lánh cõi trần, vào chùa dối thế gạt dân làm gì. Thôi thì đừng có quy y, vào chùa dối thế tội thì gấp ba, hư danh đạo của mẫu bà. Phùng mang trợn mắt dễ đà, giống ai việc này cả gái lẫn trai, cả người tu sĩ cả ngày xuất gia, cả ông rồi lại cả bà, cả già cả trẻ hằng hà, ni sư mượn đạo để gạt mọi người. Thầy xem cảm thấy buồn cười, biết bao thấy rồi chẳng biết làm sao thương người. Tu sĩ rủ nhau ngồi chờ, chờ cho tận thấy hết đời, mất hồn mất xác chớ dơ lạc lòi, tu hành lắm chuyện lối thôi. Đã lỡ làm rồi phải chịu thôi, con bây giờ còn nước còn non, không lo giữ vững làm con của bà. Đến khi nước rặt khóc la bớ, thầy bớ mẹ cứu đà thân con, làm sao cứu đáng vuông tròn. Tại vì tội lỗi của con, chất chồng quyên cầu vô thượng hư không, mẹ già cũng phải đành lòng buông trôi. Nhắc ra cảm thấy ôi thôi, thầy đứng hay ngồi cũng chẳng an tâm, cúi đầu lại Đức Quan Âm. Tịnh thí tay cầm bán chút màu linh, lại cầu lão tổ xin tinh cứu rỗi dân tình lạc lối đường tu. Quyền di lão tổ hổ phù cho con, dạy dỗ người tu thốt nàng, thầy mang pháp hiểu thiên hoàng. Phải lo đón rước người sáng cửa thiền, nếu không thầy chẳng được yên, cho nên thầy mới giải phiền cho con. Ráng đi học đạo con, còn nếu không hồn mất chớ còn được đâu, nửa đêm chờ lúc cánh thâu. Thầy đứng trên đầu giường ngủ, mau mau hồn tan phản hồi trở lại đứng ngồi, nghe rõ thầy khuyên tí, thầy chẳng phải thần tiên. Sức xác linh điền đạo hải di sơn, tí rằng thần thánh không hơn, nhưng thầy có thể thoát cơn linh hồn. Gần xa bốn phía danh đồn, lưỡng di bỏ xác sức hồn ra sao, học trò có đứa ước ao, không biết ngày nào giống được thầy đây. Đó là quyền diệu cung Tây Quang Điện, đủ đầy phân tỏ ngàn thân, nhất thờ cứu lấy vạn dân. Chỉ trong chớp mắt sức thân, khắp miền tu hành hấp thụ điển thiên, càng khôn vũ trụ ban truyền nhân sinh. Ai mà thông suốt nghĩa kinh, Phật tiên bảo hộ chúng sinh, đắc thành thầy phiên khôn ráng làm lành. Cố tâm thiền tĩnh để dành ngày sau
để huynh y phục một màu tình huynh nghĩa để rủ nhau thọ trì. Bây giờ khắp nước thiếu chi bất cứ việc gì trời Phật cũng ban, hiện nay thiên hạ thế gian hàng trăm hàng ngàn nhân điện hiện ra, dùng tay cứu lấy mỗi nhà một luồng nhân điện xuất ra cả người. Hồng hào khuôn mặt xinh tươi, dùng tay cứu lấy mỗi người bệnh đau, cứu người quả tóc thật mau. Bất cứ bệnh nào cũng thấy bình yên, đó là nguồn điện thần tiên ban cho sanh chúng người hiền mà thôi. Điện quang tỏa chiếu xong rồi, dùng tay cứu lấy ôi thôi khắp miền, hút nguồn nhân điện thần tiên giúp cho ba tánh trần miền vạn dân thành tâm thiền tịnh hư không lòng thành. Nếu có trong vòng một điên thì thâu hút được điển thiên. Những người nhân điện do duyên định trờ bất duyên, không phải việc chớ thiền tịnh cả đời cũng vậy mà thôi. Nhân duyên sắp đặt xong rồi, có duyên với Phật ôi thôi hưởng nhờ khắp miền xuất hiện thiên cơ. Đón trước việc đời biết rõ mười năm, có người cặp nhãn quệ thăm nhìn xem sẽ đón phần âm thế nào. Hoặc là rừng núi rất cao nhìn xem sẽ đón đủ màu, bên trong đây là pháp hiểu thần thông. Nhìn xem sẽ biết bên trong lòng người, hoặc là hầm mỏ sẵn dành nhìn xem sẽ biết ngọn ngành hết trơn. Xó đời chẳng có ai hơn nhãn quan do Đức Phật trời định ban. Bây giờ thiên hạ thế gian có người dẫn chuyên môn hàng khối rinh. Nói ra tục thế không tin, nhưng mà có thật chúng sinh hết hồn khắp trong các nước tiếng đồn. Dùng nguồn năng lượng hay hôn người làm trời ban, người ấy không ham của tiền danh lợi chỉ làm việc nhân. Thần thông diệu quá kim đơn Phật trời để sẵn giúp cơn nạn này, con người nghe rõ lời thầy. Nếu không khổ sở sau này, nghe con học đi pháp đạo cho tròn, ngày sau sẽ có các con thành tài. Học không có phải một ngày, trọn đời trọn kiếp hoằng khái, vậy mà khổ phiền khỏi phải buồn la. Hết lòng mới được dậy đà, ngày sau ăn hiền thanh đạm muối rau, đỡ chờ dứt hội đón chào long qua. Con ơi không phải là xa cận kề, sắp đến dậy đà thôi, con làm sao tu học xong toàn. Long qua đại hội thì con sướng rồi, ở đời ráng học mà coi long lân quy phụng bó dồi tung bay. Thánh thần tiên Phật ra qua trung sức hiển, lầu đầy quy ngã hằng bay phụng múa rồng xà. Đỡ chờ dứt hội hát ca khải hoàng, cựu rồng nổi dậy nghinh ngang nhận lĩnh sẵn sàng hát bội triệu dương. Kẻ
cười người khóc thấy thương, cũng vì có linh mẫu dương hạ cờ thấy trần đến lúc chớ dơ. Lính cờ vẫy lòng khắp nơi lý phiền, hằng hà xa số Phật tiên Bồ Tát thánh hiền sức thế hạ quan. Lính cờ khó thể bình an, diệt trừ tất cả các hàng quỷ ma khắp trong ba tánh mỗi nhà. Gắn công gắn sức lánh xa quỷ đời, nếu không mắc phải lưới trời linh hồn khổ thế biết đời nào ra. Mau mau con hãy tránh xa đừng gần lũ quỷ lũ ma, cả đời thầy khuyên con dạy hết lời. Nếu không sẽ có biết ở đời nào yên, đôi lời đôi tiếng thầy khuyên bao nhiêu tu sĩ trần miền ráng nghe. Kinh thơ dạy vô đặc về người tu cố gắng ráng nghe lời thầy, tuy cùng thấy cuộc sau đây xung hợp tớ thầy liên vào bồng lai ráng mà ngậm đắng nuốt cay. Trong cửa lầu đài có ghế của ta, khắp trong thiên hạ mỗi nhà ước mơ được vào cung tòa mẫu nghi lập trường lộc phước vào thi. Hội trường có đức diệu trì chấm công, quan phê sắc lĩnh bể rồng bỏ xác trần, hồng hồn thoát về thiên khối trần thoát nạn bình yên. Trở về tiên cảnh thành tiên đại đồng, thầy khuyên Phật tử hết lòng tu học nửa dòng bỏ lỡ, mà chỉ đừng nên phiền não sầu bi, bất cứ việc gì cũng phải dặn tâm. Đừng nên nghiêng ngã lạc lầm, gắn công giữ vững trong tâm đạo màu, quên đi phiền não buồn rầu. Mưa nắng dãy dầu cực khổ đành cam hết lòng, bảo hộ chùa am sớm hôm trì tụng lòng tham thoát hoài. Thầy khuyên Phật tử mỗi ngày ráng đi, tất cả gái trai đạo thầy dạy truyền nhắc nhở đến đây. Ai hiểu nghe thầy, không hiểu thì thôi nghe thầy sao được phản hồi, không nghe chẳng biết ôi thôi chừng nào. Nhìn xem Phật tử ra vào chẳng biết người nào đắc đạo thành tiên, ở đời cảm thấy chẳng yên. Phố xa thị thiền náo loạn người gian bán buôn đủ các mặt hàng, ăn nói xô sàng ngược ngạo lối thôi. Lòng hiền thiện tính bỏ trôi, lòng tham thiện tính móc lồi, đem ra người gần hay hoặc người xa. Buôn bán dây đà xả trao lừa, dân bán buôn lại sắm đôi cân, khi bán cân này mua lại cân kia. Thật là hai lối phân chia gian xảo, đêm về tội lỗi đầy thân, thương thay ba tánh vạn dân. Gây tội chốn trần biết thở nào yên, nay thầy đặt xám lờ phiên, để cho sanh chúng làm hiền bớt đi. Có người nghe lại kinh khi ăn nói lạ kỳ, tội lỗi gì đâu sanh lòng bực tức câu mâu. Buông
bán gục đầu dậy lấy gì ăn nổi cơn thịnh nộ hung hăng trời đất không bằng tánh nóng của tao. Thật là mang tội biết bao chửi mắng hỗn hào đến bậc thần tiên không nghe lời giải thầy phiên. Lại còn chửi thanh mắng tiên làm gì người mua cảm thấy lạ kỳ cân rồi còn bốc giấy thì bỏ vô. Mua hàng miệng niệm nam mô cân rồi còn lấy bỏ vô làm gì niệm Phật làm viết lạ kỳ tham lam cái giả sân si không chừa. Mua hàng còn lại lọc lừa đứng mua cửa trước tay lừa cửa sau thật là mang tội biết bao. Không biết ngày nào mới bỏ lòng tham ngày đầm bước đến chùa ám nguyện cầu lại Phật còn làm việc nhân. Tham lam không thể ai hơn vậy mà lại Phật làm nhân chỗ nào thâm tâm khẩn nguyện ước ao. Không biết ngày nào con sẽ thành tiên vào chùa chắc có nhân duyên cầu xin trời Phật tổ tiên hộ phù. Nam mô con nguyện con tu trời Phật hộ phù cho được giàu sang độ con kim chúc bạc vàng. Để con xây cất gia căn lầu đài thầy nghe khẩn nguyện thở dài lòng tham như thể ăn chơi làm gì. Thật là tục thế lạ kỳ tham gian xảo trá quỷ y rền trờ khiến cho mang tiếng đảo đời. Người tu giả dối dậy thờ tội lấy ráng đi tất cả đạo thầy đừng nên dương phải bùng lầy bụi nhớ. Ăn ở dưới đời tạo đức thi ân hở này ba tánh vạn dân đừng để bụi trần bám phải vào tâm. Không nên gian dối lạc lầm giữ sao chữ thiện trong tâm đời đời kính thơ thầy dạy hết lời. Hiểu rõ ở đời sinh sống hiền lương nghĩa tình tu học thầy thương khuyên con đừng bỏ giữa đường nghe con. Đợi chờ con ở cung son quyết tâm học đạo mới còn ngày sau con ơ tạm biệt thầy chào. Đôi lời để lại con mau học hành Nam Mô Ngọc Đế ban hành. Quyền di chân điển rạng danh thiện hoàng ngũ hành dẫn chiến rền gian năm màu ngũ sắc trời ban người lành. Nam mô Phật mẫu ban hành điện nhân cứu thế chữa lành bệnh đau hào quang ngũ sắc năm màu. Giúp người tu luyện dồi trao đức tài Nam mô chư Phật thập đài. Hộ phù sanh chúng hăng say thiện từ nhiệm màu chư Phật bất hư ban truyền cư sĩ giải trừ nạn tai. Nam mô Phật tổ Như Lai cúi đầu đảnh lễ đức ngày hộ con còn trời còn đất còn con. Còn hàng Bồ Tát thì còn người tu Nam mô Bồ Tát văn thù ứng hiện quyền di hộ phù nhân sinh. Giúp người tu niệm trì kinh hoằng khai đại đạo quyền linh nhờ ngày nay.
dắt diều sanh chung ăn chay, lại cầu đổ con tu sĩ năm châu, thiện ác đau đầu cũng phải thành tâm. Nam mô Bồ Tát Quan Âm, nhành dương tịnh khi tay cầm vọng châu, độ con qua khỏi địa cầu, trở về tiên cảnh bái chầu mẹ cha. Nam mô Phật Tổ Thích Ca, mở lòng bác ái vị tha dương trần, độ con trở lại các lân khỏi mang kiếp khổ người dân trần miền. Nam mô Bồ Tát Phổ Hiền, độ người tu hành giữ quyên linh hồn, giúp con đến cửa càng khôn đất thành chánh pháp linh hồn thánh thơ. Nam mô đạo trưởng tiên cơ, độ con tu niệm thánh thơ an nhàn pháp màu, đạo trưởng truyền ban ban hành cho đức thiện hoàng, cứu con trở về thượng đánh cung son, tình huynh nghĩa để các con xung dày. Quyền cầu lấy mẫu cung tây, quyền di mẹ rải đủ đầy nhân sinh, thiện hoàng ứng hiện hoài linh. Ban truyền giáo đạo chúng sinh thoát hồn, nhiễm màu nhật quyết càng khôn, nhờ thầy xuống thế độ hồn quân ba. Mở lòng bác ái vị tha cứu hết trẻ già nhân đạo, hồi sinh con thầy quyển mấy lời kính, thầy thương ban chúc màu linh hổ phù, giữ tròn đạo nghĩa chân tu. Thầy ơi con quá mê mù tâm kính, nặng hoằn nghiệp của chúng sinh, quyển cầu lại mấy lời kính chưa đành. Tuổi già học đạo chẳng nhanh, thận thơ thơ thận học hành không thông, học rồi lại đổ xuống sông, khó để trong lòng sửa tánh tâm tu. Con khờ quá dại quá ngu, thầy thương hổ phù gỡ rối cho con. Từ lâu con đỡ mỗi mòn tầm, thầy dạy dỗ cho con học hành, dạy con nhân đức làm lành. Rồi dạy tu hành sửa tánh tu chân, phiền con bỏ giận bỏ hờn, đừng nên tranh cãi thua hơn làm gì. Tư ân hiếu nghĩa lễ nghi, thầy ơi con hứa vậy thì không quên gắng công gắng sức đắp đền. Mong thầy chứng giám tuổi tên con, hiền cúi đầu bái lại tổ tiên, mẹ cha thầy tổ cứu quyền chứng minh. Lòng thành ứng hiện quyền linh, nay con giấy quyền lỡ kính xong rồi. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Ngọc Đế Ban Hành Quyền Di Chân Điện Rạng Danh Thiền Hoàng. Ngũ hành vận chuyển rền gian, năm màu ngũ sắc trợ ban, Nam mô Phật mẫu ban hành
nhân điện cứu thầy chữa lành bệnh đau. Hào quang ngũ sắc năm màu giúp người tu luyện dồi trao đức tài. Nam mô chư Phật thập đài, hộ phù sanh chúng hoằng khai thiền từ. Nhiệm màu chư Phật bất hư, ban truyền cư sĩ giải trừ nạn tai. Nam mô Phật Tổ Như Lai, cúi đầu đảnh lễ Đức Ngài Hổ Công. Con trời, con đất, con hàng Bồ Tát thì con người tu. Nam mô Bồ Tát Văn Thù, ứng linh quyền diệu hộ phù nhân sinh. Giúp người tu niệm trì kinh hoằng khai đại đạo quyền linh. Nam mô cửu phẩm liên đài, dắt diều sanh chung ăn chay lại cầu. Độ cho tu sĩ năm châu, thiện ác đau đầu cũng phải thành tâm. Nam mô Bồ Tát Quan Âm, nhành dương tịnh thì tay cầm dòng châu. Độ con qua khỏi địa cầu, trở về tiên cảnh bái châu mẹ. Nam mô Phật Tổ Thích Ca, mở lòng bác ai vị tha dương trần. Cho con trở lại các lần, khỏi mang kiếp khổ người dân trần. Nam mô Bồ Tát Phổ Hiền, độ người tu hành giữ quyền linh hồn. Giúp con đến cửa càng khôn, đắc thành chánh pháp linh hồn thành. Nam mô đạo trưởng tiên cơ, độ con tu niệm thành thơ an nhàn.
phép màu đạo trưởng truyền ban, ban hành cho đức thiện hoàng cứu con. Trở về thương đành cung son, tình huynh nghĩa đệ các con sum dày. Quyến cầu lại màu cung tay, quyền di mẹ rầy đủ đầy nhân sinh. Thiện hoàng ứng hiện quay linh, ban truyền giáo đạo chúng sinh thoát hồn. Nhiễm màu nhật nguyệt càng khôn, nhờ thầy xuống thế đổ hồn quên ba. Mở lòng bác ái gì tha, cứu hết trẻ già nhân đạo hồi sinh. Con thầy quyến mãi lờ kinh, thầy thương ban chút màu linh hồ. Giữ tròn đạo nghĩa chân tu, thầy ơi con qua mới màu tâm kinh. Nắng quằn nghiệp của chúng sinh, quyến cầu lại mày lơ kinh chưa rành. Tuổi già học đạo chẳng được nhanh, thơ thơ thần thần học hành không thông. Học rồi lại đổ xuống sông, khó để trong lòng sửa tánh tâm tu. Con khờ quá dại quá ngu, thầy thương hộ phù gỡ rối cho con. Từ lâu con đỡ mùi mồn, tâm thầy dạy dỗ cho con học rành. Dạy con nhân đức làm lành, rồi dạy tu hành sửa tánh tu chân. Khuyên con bỏ dần bỏ hơn, đừng nên tranh cài thua hơn làm gì. Tứ ân hiếu nghĩa lễ nghi,
Thầy ơi, con vậy thì không quên. Gắng công gắng sức đáp đền, mong thầy chứng giám tuổi tên con hiền. Cúi đầu bay lại tổ tiên, mẹ cha thầy tổ cửu quyền chứng minh. Lòng thành ứng hiện quyền linh, nay con giai quyền lờ kinh xong rồi. Nghe xong Phật tử phản hồi, thâm tâm nhớ mày, trao dồi chữ tu. Ráng đi cha mẹ hộ phù, có thầy hướng dẫn đạo tu cả đời. Nếu không Phật tử chớ dơ, khó thoát hồn đời linh hiền về thiên. Đôi lời đôi tiếng thầy phiên, ăn ở làm hiền, ráng giữ nghe con. Còn thầy, còn mẹ, còn con, còn tâm pháp đạo thì còn thầy đây. Chúc cho Phật tử xúm dày, chữ tu kệ cần mau xoay trở về. Mong rằng Phật tử đừng chê, kinh truyền dạy vô cận kề ngày đêm. Có duyên Phật tử khỏi tìm, vô duyên tìm mày, cả đời được đâu. Kinh thơ thầy giảng cũng lâu, chúc cho Phật tử ăn sâu vào lòng. Lờ phiên tất cả trần hồng, cuối cùng tạm biệt mà lòng không yên. Bây giờ dứt bản lờ phim, thầy chào tạm biệt trần miên nhân sinh. Ráng đi
để dạ tâm kinh. Ngày sau ứng hiền quyền linh mà về. Nam mô A Di Đà Phật.